Vâng ạ, với một chiếc lọc PVay 231 và một chiếc chúc bốt đen sần phiên bản mới của chúng em. Thì em đang test một đơn hàng cho anh Đức, anh ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Với hai sản phẩm này thì tổng giá trị tiền lên đến là 4.100.000 đồng, là anh sở hữu hai siêu phẩm. Một chiếc lọc xì để nâng các giải lên thì chúng ta muốn can thiệp sâu vào các giải âm thanh như là trống và là giải trầm đấy, và giải trung và giải chép. Thì chúng ta có thể tinh chỉnh. Con này nó sẽ có 62 cần chia đều cho hai kênh. Thì ở giữa đây khoảng 500 và 630 thì nó sẽ là giải trung. Từ 125 đến 2K đây. Và bên từ 125 trở về 20K hẹt thì nó sẽ 20 hẹt thôi, em xin lỗi. Từ 125 quay về đến 20 hẹt thì nó sẽ là giải thấm, giải trầm, giải thấp ấy. Và từ 2K cho đến 20K thì nó giải cao. Chúng ta có thể tinh chỉnh được theo cái dàn âm thanh nhà mình cũng như là sở thích nghe. Như em chỉnh một cách phổ thông nhất là nó sẽ như thế này, để về các bác sẽ tinh chỉnh sau. Ok, bật tắt nguồn này và đường vào của hai kênh này, tăng low cut hoặc high cut này. Ở cái dòng này nó bây giờ là giải bass cao và chép cao, bên này là EQ. Hiện tại là lọc không hoạt động nữa nhé, nếu cái chữ đèn ở bên dưới bypass này sáng. Bên này thì đây, như em ấn cái đèn cộng bên dưới cái chữ cộng 6 này sáng thì nó sẽ là giảm đi một nửa cái biên độ ngưỡng vào của tín hiệu âm thanh, nó sẽ không còn tiếng trống khỏe nữa. Và chiếc Bose Dyson 1200 phiên bản mới nhất của Bose hiện nay thì về cái thiết kế nó vẫn có một cái hình dáng như vậy, vẫn có dạng lỗ thông hơi dẹp, nhưng mà về nó được thay đổi như màu sơn sần rất là khỏe, và đặc biệt là nó sẽ không để lộ vết bám bẩn, bụi bẩn hoặc vân tay khi chúng ta sử dụng. Chúng ta với cái phiên bản đen bóng thì nó rất dễ để lại lộ lại được những cái điểm yếu như vậy. Để nó tăng lên một chút. Với hai sản phẩm này mua bên chúng em thì chúng em sẽ tặng full dây jack cho các bác. Đây là anh Đức nhé. Hai sản phẩm của anh hiện tại em đang test và em sẽ dừng video đóng hàng cho anh. Và trong quá trình đóng test hàng, chúng em có một bác khách hàng cũng lớn tuổi. Bác đi xe máy thì trên nhà xuống, nó đang ngồi để